giải mã tâm lý của con người qua giấc mơ phong cảnh. Trong giấc mơ, phong cảnh mơ thấy phản ánh tâm lý của người nằm mơ. Những phong cảnh khác nhau trong mơ biểu thị cho cuộc sống hiện tại cũng như các mối quan hệ của bạn, giải nghĩa giấc mơ thấy phong cảnh. Theo nhà phân tâm học người áo xích Phơ, phong cảnh biểu tượng cho cơ thể của con người bởi nó cũng có nhiều giai đoạn, nhiều thay đổi theo thời gian, theo vòng luân chuyển của tạo hóa, phong cảnh trong mơ luôn thay đổi, khi thì mơ thấy cánh rừng, khi lại mơ thấy bờ biển bao la, điều này biểu thị cho trạng thái cảm xúc của con người lúc vui lúc buồn chính những cảm xúc những tâm trạng trong cuộc sống hàng ngày đã phần nào ảnh hưởng tới giấc mơ qua đó giải mã giấc mơ này dễ thấy cuộc sống trong hiện thực của bạn khá đa dạng và phong phú với những mối quan hệ khác nhau nếu cảnh sắc trong giấc mơ tươi sáng thì đó là những mối quan hệ càng tốt đẹp ngược lại thì là đang xấu đi ngoài ra giấc mơ thấy phong cảnh cũng biểu thị cho từng giai đoạn những dấu mốc trong cuộc đời mỗi người. Đây cũng là lời cảnh báo bạn nên có cái nhìn toàn diện và bao quát hơn trong cuộc sống, điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu bạn mơ thấy chồi non xanh mướt ám chỉ cuộc sống tươi trẻ, giai đoạn trẻ trung của cuộc đời. Nếu bạn mơ thấy những cây cối cao lớn thì đó cùng là dấu hiệu cho thấy bạn đang dần bước vào thời kỳ trung niên với sự trải đời và trưởng thành. Nếu thấy cảnh cây cối cằn cỗi tàn úa thì tức là bạn đang dần già dạ yếu đi, theo đó, chim bao thấy phong cảnh mùa xuân là mọi sự thay đổi đang diễn ra trong cuộc sống của bạn sẽ hướng tới một tương lai tươi đẹp. Mơ thấy phong cảnh mùa hè là dấu hiệu cuộc sống ổn định với những thành công trong sự nghiệp. Căn cứ sổ mơ, nếu bạn có giấc mơ phong cảnh chung chung bạn có thể thử vận may của mình với con số 09. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những gợi ý dưới đây tương ứng với mỗi hoàn cảnh khác nhau trong giấc mơ chim bao thấy phong cảnh thiên nhiên hữu tình có thể chọn số 22, 40, 62, 84, trong giấc mộng thấy phong cảnh trong rừng, 14, 50, 69, ngủ mê thấy phong cảnh dưới biển, 01, 68, nằm mê thấy phong cảnh bình minh thì chọn số may mắn là 34, 65, mộng thấy phong cảnh hoàng hôn, 08, 27, trong mơ thấy phong cảnh đầy hoa nên chọn số 20, 59, chim bao thấy phong cảnh đẫm máu số may mắn. Có thể là 06, 87, nằm mộng thấy phong cảnh đầy xác chết, 12, 66.